Hello, xin chào tất cả các bác và anh chị em nhé. Lại là em Tuấn Audio đây. Thì ngày hôm nay bên cửa em tiếp tục lại lên một video bán những chiếc bát rời giá thành lý cực kỳ là rẻ cho các bác và anh chị em nhé. Và khẳng định với các bác là với cái giá này thì trên thị trường anh em không bao giờ có bán như vậy đâu, mà chỉ có tại cửa hàng của em Tuấn Audio thôi nhé các bác nhé. Và đầu video rất là mong được sự ủng hộ của các bác và anh chị em đi qua hoan hỉ cho bên cửa hàng em Tuấn Audio xin một like và một đăng ký kênh. Bác nào chưa bật chuông thông báo thì các bác nhớ bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả các video, các sản phẩm mới mà bên cửa hàng em Tuấn Audio đăng lên thị trường các bác nhé. Và cũng không để các bác và anh chị em chờ lâu, thì ngày hôm nay bên cửa hàng em có mang ra hai chiếc bát giờ này. Một chiếc đầu tiên là có mã là J12017 các bác nhé. J12017 các bác đang được xem này, cái giá tiền bên em cũng để luôn trên chiếc bát. Đến với cửa hàng của em Tuấn Audio này thì các bác sẽ luôn luôn được báo giá trực tiếp tại video, chứ không phải là qua inbox hay gì hết, để tránh cái tình trạng là lùa gà bịp bợ, đúng không ạ? Thì các bác cũng đã biết tại cửa hàng em Tuấn Audio rồi, con nào cũng bán và giá công khai hết cho tất cả các bác và anh chị em. Bác nào cảm thấy là mua được phù hợp giá tiền của mình, đấy, phù hợp với cả cái túi tiền và cái ngân sách của gia đình mình thì các bác mua. Đấy là một trong những cái điều rất là hợp lý. Và cái thứ hai là bên cửa hàng em Tuấn Audio này, khi các bác mua hàng xong thì các bác sẽ được nhận hàng một cách cực kỳ nhanh chóng các bác nhá. Nhận hàng nhanh này mà. Và các bác lưu ý là khi mà mua hàng của bên cửa hàng em Tuấn Audio thì các bác sẽ phải đặt cọc 1-200.000. Cái đấy nó chỉ gọi là cái chi phí, nó giống như là một cái vé bảo hành thôi, để khi mà vận chuyển, để tránh tình trạng là các bác là bom hàng các bác nhá. Rất là nhiều bác là có đặt hàng cho vui thôi nhưng mà sau đó lại bom hàng. Thì ngay sau đây, quay trở lại với vấn đề thanh lý bát, thì ngày hôm nay bên em này bán chiếc bát rời giá 1.500.000. Và một dòng bát tiếp theo là dòng bát của Batty House, thương hiệu Batty House, giá 1.700.000, chỉ hơn nhau có 200.000 thôi nha các bác nhá. Và cũng không để các bác chờ lâu, thì ngay sau đây em sẽ test cho các bác nghe cái chất âm của chiếc bát Batty House luôn, nghe xem cái âm thanh nó như thế nào. Kết hợp với ngày hôm nay thì với em chép 450 này của JBL này, chép hoàn toàn đến từ Trung Quốc các bác nhá. Những dòng bát này cực kỳ là hay này. Rồi, em đầu tiếng rồi này. Gánh rất nực các bạn nha. Và giá chỉ có 1.700.000 thôi. Nhớ anh mất thôi đang còn đây. Nhớ anh mong đợi mình xin xin mình vòng từ sau trong đây. Anh rời đi vào xin vòng không. Rất hay. Khi con tim một côi dầu này nắm anh biết sao cho. Sản phẩm Batty House rồi đúng không ạ? Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm với cái giá là 1.500.000, thì xem nó có khác lạ gì không các bác nhá. Và các bác đang xem video thì các bác nhớ like cho em Tuấn Audio nhá. Like video cho em Tuấn Audio để giúp em có thêm động lực các bác nhá. Để ra được thêm nhiều video hấp dẫn hơn và nhiều video sáng tạo hơn gửi đến các bác và anh chị em yêu thích âm thanh. Ngay sau đây em sẽ lại đấu dây tiếp vào này, các bác cùng xem này. Đấy, xem bác thưởng thức cái chất âm của chiếc bát này nhá. Đừng còn tim mà coi rồi đành nhắm anh biết sao cho ngày xưa bao nhiêu phút giây. Bên trong phần nhẹ dành rất là bốc luôn. Bye.
vừa rồi thì em cũng đã test cho các bác và anh chị em cùng nghe cái chất âm của hai cái dòng bass loa rời rồi phải không ạ? Nó đánh rất là rung, rất là bốc lửa luôn. Thật sự với các bác là khi thông qua cái bộ phân tần này thì cái chất âm lượng của cặp bass nó lại được tăng lên x2 luôn. Nghe qua dòng phân tần này, hai đường tiếng, một bass một chép, nghe rõ mạnh mạnh, tiếng cực hay. Đấy mà phân tần này bên em Tuấn Audio đang bán giá chỉ có 650.000 thôi các bác nhá. Và cặp chép JBL này thì cũng rất là phù hợp với cả hai chiếc bát. Giá bán đang chỉ có 700.000 một cặp. Đấy các bác thấy không ạ? 700.000 một cặp. Và đây này, cũng giới thiệu gần hơn cho các bác xem. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm bát G. Mã là G1217, côn 76 từ 170. Giá chỉ có 1.500.000 thôi các bác nhá. Với kiểu dáng thiết kế khung xương gang rất là chắc chắn. Phần bên trong về phần nhẹ thì là sở hữu 6 lớp nhẹ này, các bác có thể đếm này. Đấy, 6 lớp nhẹ, đánh rất là bốc, gân vải tẩm dầu off lồi và là gân xếp 3 các bác nhá. Dòng này thì độ nhạy lên đến là 95 dB và công suất yêu cầu là trên 350W các bác nhá. Công suất yêu cầu trong cặp bát này 350W. Về cái phần xương của bát Batty House thì đây nó cũng được làm từ xương gang khá là chắc chắn. Và về phần nhẹ, đây em sẽ quay các bác nhẹ phục vụ các bác nhiệt tình luôn. Nhẹ là nhẹ lâu các bác nhé, không phải nhẹ vàng. Và về phần bên trong của lớp nhẹ này thì chỉ cho chúng ta là 4 lớp nhẹ thôi, 4 lớp gân nhẹ. Nhưng mà cái chất âm của nó thì rất là hay, với những gân vải tẩm dầu chấm bi này, gân vải tẩm dầu chấm bi và gân xếp đôi cho chúng ta một cảm giác âm thanh rất là hay. Và về phần sau đít thì là đít phẳng, còn như cặp bát này thì đít lồi lên các bác nhá, đít lồi lên nõm xuống. Còn Batty House thì đít phẳng, giá 1.700.000 một cặp. Và với sản phẩm của ấy này, của G12017 thì chỉ có 1.500.000 các bác nhá. Cặp chép là 700.000 và phân tần chỉ có 650.000 thôi. Đấy thì vừa rồi thì bên em cũng đã giới thiệu cho các bác và anh chị em cùng nghe qua về cái dòng sản phẩm bát rời. Nếu bác nào có những cái yêu cầu và những cái mong muốn cần tư vấn hoặc là mua hàng chốt đơn thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246 các bác nhá, để có thể nhận được tư vấn cũng như hỗ trợ từ cửa hàng bên em Tuấn Audio. Và bên em cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em.